Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình tối nay chủ nhật ngày mùng 6 tháng 11, chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch Covid-19, đánh giá phân tích yếu tố nguy cơ để chủ động xây dựng kịch bản, phương án ứng phó. Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm một số mô hình tại huyện Mộc Châu. Kiểm tra làm rõ lý do cây xăng ngưng bán, xử lý nghiêm vi phạm kinh doanh xăng dầu. Xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất khẩu nông sản Sơn La. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Sáng ngày 6 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã chủ trì phiên họp thứ 18 của ban chỉ đạo trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong kết luận số 42 ngày 20 tháng 10 năm 2022, Trung ương vẫn xác định phải phòng chống dịch COVID-19 tốt hơn nữa. Để có điều kiện thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của năm 2022, năm 2023 và những năm tiếp theo. Trong khi WHO cảnh báo COVID-19 vẫn đang trong giai đoạn đại dịch, ở trong nước cùng với dịch COVID-19 xuất hiện một số dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ. Do đó, ban chỉ đạo tổ chức phiên họp thứ 18 để đánh giá tình hình và công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như các dịch bệnh phát sinh khác. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu tập trung đánh giá công tác tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho người dân. Trong đó, cùng với đánh giá kết quả, hiệu quả, cần xác định rõ, hạn chế, yếu kém và trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong vấn đề này. Thảo luận việc khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế, nhất là chỉ ra những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ. Nếu ai không dám làm thì hãy xin nghỉ, đứng sang một bên cho người khác làm. Đánh giá việc dịch chuyển nhân lực trong ngành y tế, chỉ rõ số nhân lực dịch chuyển và cả số tuyển mới chứ không chỉ nêu số người xin nghỉ. Theo báo cáo của ban chỉ đạo, ở nước ta đến nay đã ghi nhận 11,5 triệu ca mắc, hơn 10,6 triệu người khỏi bệnh và hơn 43.000 ca tử vong. Tháng 10 cả nước ghi nhận 2.283 ca mắc mới, giảm 64,8% so với tháng trước, 15 ca tử vong, giảm 16 ca. Đáng chú ý trong nước cũng đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2.74 trong cộng đồng và mới nhất là biến thể phụ BA.2.75. Ban chỉ đạo nhận định tình hình COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, chưa ổn định và khó dự đoán. Miễn dịch đáp ứng do mắc bệnh hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian. Bên cạnh đó, virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi với các biến chủng mới, biến chủng phụ, tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh tránh được miễn dịch, giảm hiệu quả điều trị, không loại trừ nguy cơ tăng nặng, tử vong trở lại. Do đó, để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, tạo điều kiện để phục hồi phát triển kinh tế xã hội, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đánh giá, phân tích tình hình, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch, đồng thời kịp thời cập nhật bổ sung các hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ địa phương trong phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, sẵn sàng và tổ chức tốt công tác thu dung, điều trị, đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực. Đôn đốc hướng dẫn việc triển khai nghiên cứu, sản xuất vaccine, sinh phẩm, thuốc, trang thiết bị y tế. Theo chương trình làm việc trong tuần làm việc thứ tư từ ngày mùng 7 đến ngày 11 tháng 11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một số luật và nghị quyết quan trọng. Theo đó, các dự án luật được biểu quyết là Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các dự án nghị quyết được biểu quyết là Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Trong tuần, Quốc hội sẽ thảo luận cho ý kiến các dự án luật gồm Luật giá sửa đổi, Luật đấu thầu sửa đổi, Luật phòng thủ dân sự, Luật hợp tác xã sửa đổi luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi và luật giao dịch điện tử sửa đổi. Bên cạnh đó, Quốc hội cho ý kiến về các dự thảo, nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc, nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức. Quốc hội cũng thảo luận về việc thực hiện luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin nơi sinh trên hộ chiếu. Một nội dung quan trọng trong tuần là Quốc hội sẽ thảo luận các báo cáo công tác của tranh án Tòa Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Cảm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. Nằm trong chương trình chuyến thực tế tại tỉnh Sơn La, sáng ngày 6 tháng 11, đồng chí Trăn Thạ Vông Sẻn A Mạt Môn Ti, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng đoàn công tác đã đến tham quan một số mô hình phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn huyện Mộc Châu. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương, đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La. Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng các đại biểu đã đến dân hương và tham quan khu di tích quốc gia địa điểm lưu niệm trung đoàn 52 Tây Tiến. Trong kháng chiến chống Pháp, tại đây, các chiến sĩ của đoàn quân Tây Tiến năm xưa đã tỏa đi khắp các mặt trận Tây Bắc và Thượng Lào, lập nên những kỳ tích vang dội, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào. Thành kính dân hương tại đài tưởng niệm, các đại biểu đã tri ân tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ trung đoàn 52 Tây Tiến, không tiếc máu xương, hy sinh tính mạng, tuổi trẻ của mình, góp phần vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và làm chọn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tham quan cầu kính Bạch Long tại khu du lịch Mộc Châu Island và hợp tác xã rau an toàn tự nhiên tại xã Đông Sang, đoàn công tác đường thông tin khái quát về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và hiệu quả kinh tế của các mô hình. Đồng thời, giới thiệu những cơ chế chính sách của tỉnh Sơn La trong phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tập thể, hợp tác xã và công tác xúc tiến thương mại nông nghiệp. Đồng chí Chăn Thạ Vông, Sẻn A Mạt Môn Ti, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đánh giá cao hiệu quả của các mô hình kinh tế, du lịch với nhiều tiềm năng thế mạnh của huyện Mộc Châu cũng như tỉnh Sơn La, đồng thời nhấn mạnh những thông tin kinh nghiệm học tập tại Sơn La có ý nghĩa quan trọng đối với đoàn trong việc tham khảo, áp dụng tại địa phương để từng bước phát triển du lịch, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Trong thời gian qua, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn cung không ổn định, giá biến động với biên độ lớn và thường xuyên ảnh hưởng đến cung ứng xăng dầu trong nước. Một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu ở một số địa phương phải đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh hoặc bán hàng với số lượng hạn chế tạo ra ảnh hưởng đến tâm lý đời sống sinh hoạt của người dân cũng như nhu cầu sản xuất kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1039, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra giám sát, kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, buôn lậu xăng dầu qua biên giới và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu. Phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh và lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra giám sát, toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường yêu cầu các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động theo đúng nội dung giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã được cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn. Các đơn vị quản lý thị trường kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là các hành vi găm hàng tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini trụ bơm lắc tay, qua thùng, can, chai và các dụng cụ chứa đựng khác trừ các trạm cấp phát xăng dầu thuộc lượng vũ trang, công an, quân đội hoặc địa bàn miền núi vùng cao đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép. Riêng đối với trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố chủ trì phù hợp với Sở Công Thương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, lý do tạm ngưng, kiên quyết xử lý nghiêm khắc theo quy định, kiến nghị thu hồi giấy phép nếu vi phạm thủ trưởng cơ quan quản lý thị trường chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo tổ chức công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Sơn La là một trong những vựa nông sản lớn nhất nước ta với sản lượng dồi dào, chất lượng vượt trội. Tuy nhiên, những năm gần đây, giống như nhiều địa phương khác, Sơn La cũng gặp những khó khăn trong công tác tiêu thụ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cùng với đó, sản phẩm nông sản Sơn La phải cạnh tranh với hàng hóa của các nước trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết đã có hiệu lực. Trước tình hình đó, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung vào 6 nhóm giải pháp xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ, xuất khẩu chính. Cụ thể, tỉnh Sơn La đã ban hành hàng loạt các văn bản để tăng cường công tác cung cấp thông tin, dự báo và phân tích thị trường tiêu thụ, xuất khẩu để kịp thời cung cấp cho các doanh nghiệp hợp tác xã nhằm định hướng sản xuất bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá thông qua các hội nghị xúc tiến thương mại trực tiếp và trực tuyến các tuần hàng trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm duy trì các điểm bán sản phẩm ô cốp sản phẩm nông sản an toàn phối hợp với các tỉnh thành phố có tiềm năng tiêu thụ sản phẩm nông sản lớn để kết nối đưa các sản phẩm nông sản vào tiêu thụ tại các chợ đầu mối hệ thống siêu thị các bếp ăn tập thể nhà hàng Tỉnh Sơn La cũng hỗ trợ phát triển thương mại điện tử thông qua việc tổ chức tập huấn, đào tạo về thương mại điện tử và hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các sản phẩm thương mại điện tử uy tín trong và ngoài nước, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thương mại điện tử thông qua các sàn thương mại điện tử như Sen Đỏ, Vỏ Sò, vân vân. Với những nhiệm vụ giải pháp đồng bộ và sự chủ động vào cuộc của các cấp các ngành, đến nay hoạt động tiêu thụ xuất khẩu sản phẩm trái cây của tỉnh Sơn La đã đạt được những kết quả khả quan. Sản phẩm nông sản của tỉnh đã giới thiệu và xuất khẩu sang thị trường 21 nước vùng lãnh thổ. Giá trị nông sản tham gia xuất khẩu của tỉnh Sơn La 9 tháng đầu năm nay ước đạt trên 115 triệu đô la Mỹ. Nhìn chung các sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La đã khẳng định được chất lượng, thương hiệu tại các thị trường trong nước và các nước nhập khẩu. Sản lượng nông sản các năm cơ bản đều được tiêu thụ hết với giá cả hợp lý và tạo nguồn thu nhập ổn định, nâng cao đời sống của người dân, góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sơn La. Tại hai xã Bon Phạng và Tông Lạnh, Thường trực huyện ủy Thuận Châu vừa có buổi làm việc nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đảng ủy hai xã đã tập trung đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị, các lĩnh vực văn hóa, y tế được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Tại buổi làm việc với các xã đã kiến nghị sớm quy hoạch vị trí xây dựng trụ sở làm việc của công an xã, sớm xây dựng trụ sở xã, xây dựng sửa chữa, xây dựng một số hạng mục, mua sắm một số thiết bị các trường học trên địa bàn, mở lớp tập huấn lao động nông thôn, xây dựng nhà văn hóa các bản sau sắp nhập, xem xét mức hỗ trợ phụ cấp cho các ban ngành đoàn thể bản, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi tại các xã thường trực huyện ủy đã đề nghị cấp ủy chính quyền các xã tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chú trọng phát triển các mô hình kinh tế và nhân rộng các mô hình hiệu quả làm tốt công tác quản lý đất đai quản lý xây dựng quản lý tài sản công tăng cường công tác kiểm tra giám sát các mô hình sau hỗ trợ đầu tư làm tốt công tác giả soát hộ nghèo hộ cận nghèo công tác xóa nhà tạm đảm bảo tiêu chí theo quy định nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân kịp thời giải quyết các vụ việc nảy sinh thúc đẩy xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm tháng 10 tháng 11 hàng năm, các tỉnh miền Bắc bắt đầu bước vào mùa khô hanh khi lượng mưa và độ ẩm thấp, điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Đối với tỉnh Sơn La, các lực lượng chức năng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạn chế tối đa cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Để làm tốt công tác bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng, các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân. Nhờ đó ý thức của người dân đã từng bước được nâng cao. Tính từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 300 hội nghị thu hút trên 10.000 người tham gia. Vào mùa khô hành đặc biệt là nhất là là cuối năm với lại đầu năm thì bản tôi là thường xuyên là họp với lại hàng tháng là chúng tôi cho tổ công tác bảo vệ rừng là đi tuần đặc biệt là những cái rừng phòng hộ, rừng khoanh nuôi bảo vệ là phải đi tuần mỗi tháng là đi một lần. Đấy, mà các cái cuộc họp dân thì chúng tôi đều có tuyên truyền và bà con nhân dân. Qua công tác tuyên truyền thì bà con nhân dân là uh, có một cái ý thức rất là cao bởi vì cách đây là hàng mấy chục năm rồi bản chúng tôi không bao giờ xảy ra cháy rừng. Bên cạnh công tác tuyên truyền các hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng đặc dụng cũng thường xuyên cử lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn tăng cường công tác tuần tra, canh gác tại các khu vực đông người qua lại, các khu vực dễ cháy, hướng dẫn nhân dân làm đường băng cản lửa, từ đó hạn chế đến mức tối đa nguy cơ cháy rừng xảy ra. Chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các cái đội phòng cháy chữa cháy rừng ở cấp cơ sở. Cái thứ hai là chúng tôi đã tăng cường cái cán bộ thường xuyên tuần tra kiểm soát tại những cái vùng điểm nóng thường xuyên xảy ra dây rừng cũng như là các cái điểm nóng mà người dân thường xuyên đi vào rừng để thu hái một số các loại lâm sản phụ. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La không xảy ra các vụ vi phạm các quy định về phòng cháy vừa chữa cháy, gây cháy rừng. Đây cũng chính là cơ sở để tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai các giải pháp hạn chế cháy rừng xảy ra trong mùa khô năm nay. Về công tác phòng cháy rừng trong năm 2022, chính cục kiểm lâm cũng đã tham mưu cho sở nông nghiệp và thôn trình ủy ban tỉnh ban hành các cái chỉ thị kế hoạch về công tác bảo vệ rừng cháy rừng và tham mưu thành lập các cái đoàn kiểm tra liên ngành của ban chỉ đạo Lâm nghiệp chuyển vững của tỉnh tiến hành kiểm tra về công tác phòng cháy cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh. bên cạnh đó ngành kiểm lâm sẽ tăng cường lực lượng bám nắm cơ sở đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi diễn biến rừng phân đấu không để cháy rừng xảy ra trong mùa khô hành 2022-2023. Những nội dung đáng chú ý khác sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thanh toán không dùng tiền mặt tăng 51%. Công an huyện Mai Sơn tăng cường xử lý vi phạm xe chở quá tải trọng. Từ đầu năm đến nay, tổng thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt gần 6,4 triệu giao dịch với tổng giá trị đạt gần 90.600 tỷ đồng, tăng 51% về lượng giao dịch và giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm 2021. Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước chi Ánh tỉnh, từ năm 2021 đến nay, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh có sự phát triển mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng cho thanh toán tiếp tục được mở rộng. Toàn tỉnh hiện có 74 máy giao dịch tự động 252 điểm chấp nhận thẻ POS, 1.200 điểm thanh toán QR code. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong nhân dân, các ngân hàng thương mại thường xuyên triển khai đăng thông tin quảng cáo, quảng bá các sản phẩm dịch vụ tiện ích trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai chương trình miễn giảm phí nhiều dịch vụ để khuyến khích người dân sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Với nhiều lợi ích thiết thực, ngày càng nhiều người dân lựa chọn xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch, mua sắm thông qua các phương tiện thanh toán điện tử, ứng dụng công nghệ số. Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tập trung công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia các mô hình kinh tế tập thể, khuyến khích và tạo điều kiện để chị em tích cực học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp. Giai đoạn 2017-2021, các cấp hội phụ nữ đã hỗ trợ thành lập 679 mô hình sinh kế, 31 tổ hợp tác, 18 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, hỗ trợ hiện thực hóa 160 ý tưởng khởi nghiệp. Mới đây, hội thi phụ nữ Sơn La khởi nghiệp với mô hình hợp tác xã kiểu mới đã được tổ chức thành công, để lại nhiều ấn tượng thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong cán bộ hội viên phụ nữ. Tham dự hội thi có 30 thí sinh đến từ 10 hợp tác xã, tổ hợp tác xã của các địa phương trong tỉnh. Các đội đã trải qua 3 phần thi, chào hỏi, tìm hiểu kiến thức và giới thiệu dự án ý tưởng kinh doanh các đội thi đã thể hiện sự hiểu biết về các chủ trương chính sách khởi nghiệp của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo có tính khả thi cao, phát huy bản sắc văn hóa của địa phương, có phần đưa các mặt hàng nông sản chủ lực của Sơn La đến tay người tiêu dùng. Tôi đến đây là được giao lưu học hỏi và thêm nhiều ở các đội thi khác, cũng như là có những cái bài học cho kinh nghiệm cho bản thân và từ đó chúng tôi cũng sẽ hoàn thiện và cố gắng phát triển hợp tác xã chúng tôi phát triển đi lên. 10 đội thi là 10 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tập trung trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, sản phẩm công nghiệp. Qua các mô hình đã phần nào cho thấy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ ngày càng phát triển. Hội thi chính là cơ hội hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong phong trào khởi nghiệp, góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Đây là một sân chơi bổ ích giúp cho phụ nữ chúng em được giao lưu học hỏi, được kết nối với nhau từ khắp các huyện trong tỉnh và đặc biệt là chúng em được mang sản phẩm miến rong lóng phiêng để giới thiệu tại hội thi và được tiếp cận với khách hàng. Đồng thời là chúng em cũng rất mong muốn miếng rong đóng phiên của chúng em sẽ được uh, khách hàng biết đến. Theo đánh giá của ban tổ chức, các đội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu và tìm hiểu kiến thức chuyên sâu về luật hợp tác xã năm 2012, về trang phục, đạo cụ, sân khấu hóa qua các phần thi. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi đến từ huyện Quỳnh Nhai, hai giải nhì cho đội thi huyện Mai Sơn và Thuận Châu, ba giải ba cho các huyện Mường La, Yên Châu, Bắc Yên, 4 giải khuyến khích cho các đội dự thi. Chúng tôi mong muốn là à, có được à, kêu gọi và thu hút được à, sự đầu tư của các cấp các ngành đối với à, hợp tác xã du lịch để chúng tôi làm sao mà à, phát triển à, ý tưởng kinh doanh hợp tác xã du lịch thành hiện thực. Chúng tôi đã mạnh dạn tổ chức cái hội thi à, phụ nữ với mô hình khởi nghiệp hợp tác xã kiểu mới năm 2022 vừa là trang bị những kiến thức đối với lại mô hình hợp tác xã kiểu mới cho các chị em phụ nữ làm chủ các tổ hợp tác các doanh nghiệp đồng thời cũng là khích lệ cái phong trào làm kinh tế sản xuất đối với tất cả chị em nâng cao quyền năng kinh tế cũng như là xóa đói giảm nghèo trong tất cả chị em các cấp trong toàn tỉnh. Hội thi phụ nữ Sơn La khởi nghiệp với mô hình hợp tác xã kiểu mới năm 2022 được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của phụ nữ đối với phát triển kinh tế, khởi sự khởi nghiệp kinh doanh, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp hợp tác xã. Khích lệ tinh thần khởi nghiệp trong các tầng lớp phụ nữ. Hội thi cũng là dịp kết nối, nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác do nữ làm chủ để có những giải pháp hỗ trợ mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp thành công, từ đó thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp lên một tầm cao mới. Chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện sông Mã đã tổ chức thành công hội thi tiếng hát người giáo viên nhân dân ngành giáo dục đào tạo năm 2022. Tham dự hội thi có 380 cán bộ giáo viên của 19 đội thi đến từ 19 xã thị trấn trên địa bàn huyện với chủ đề các người Đảng Bác Hồ, các người tình yêu quê hương đất nước, truyền thống liên minh công nông binh trí thức, tổ chức công đoàn, các người người giáo viên nhân dân và những đóng góp của đội ngũ nhà giáo với sự nghiệp chồng người. Các đội thi đã mang đến các tác phẩm đặc sắc được dàn dựng công phu mang nhiều ý nghĩa. Có rất nhiều tiết mục rất chuyên nghiệp, mang tính rất nghệ thật rất cao và có tính chất tuyên truyền rất là mạnh mẽ. Qua đây sẽ tiếp xúc cho tinh thần các thầy cô giáo yêu nghề hơn. Thông qua hội thi cũng là dịp để các cán bộ giáo viên ngành giáo dục và đào tạo thể hiện tài năng văn hóa nghệ thuật, qua đó khích lệ tinh thần cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ ngành giáo dục đào tạo, tăng cường tình đoàn kết giữa 53 đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Những tiết mục đặc sắc sẽ được lựa chọn để tham dự hội thi tiếng hát người giáo viên nhân dân ngành giáo dục và đào tạo Sơn La năm 2022 thực hiện nghị quyết số 16 ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Sơn La, được đưa vào sử dụng trước luật phòng cháy chữa cháy năm 2001 có hiệu lực. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định về điều kiện an toàn phòng chữa cháy chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với 100% hộ gia đình, kịp thời phát hiện tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy, tổ chức cho các hộ ký cam kết khắc phục. Các nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh đã mở lối thoát nạn thứ hai. Các huyện thành phố xây dựng ra mắt mô hình điểm tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Theo chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Công an, Đối với loại hình kinh doanh karaoke, tỉnh Sơn La đang có 160 cơ sở, đa phần là cơ sở có quy mô nhỏ và nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Từ đầu tháng 8 đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 160 trên 160 cơ sở, đạt 100%. Quá trình kiểm tra kịp thời phát hiện những hạn chế thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tiến hành tạm đình chỉ một cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 40 trường hợp vi phạm với số tiền trên 46 triệu đồng các lực lượng chức năng đang tiến hành phúc tra việc khắc phục sửa chữa những tồn tại vi phạm, đảm bảo 100% cơ sở hoạt động kinh doanh, đáp ứng đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Huyện Mường La đang tập trung quy hoạch xã Mường Bố thành thị trấn vào năm 2025. Để tạo cảnh quan môi trường đô thị từng bước đáp ứng các tiêu chí, huyện Mường La đã và đang triển khai thi công dự án cải tạo xây dựng hè phố đoạn trung tâm xã Mường Bú. Dự án triển khai nhận được sự đồng tình ủng hộ của tất cả mọi người dân. Dự án cải tạo xây dựng hè phố đoạn trung tâm xã Mường Bú có tổng mức đầu tư 5,8 tỷ đồng trích từ nguồn ngân sách huyện. Công trình có tổng chiều dài tuyến là 2 km, đoạn từ trụ sở Ủy ban nhân dân xã qua trung tâm xã Mường Bú. Công trình được thiết kế bao gồm rãnh thoát nước, xây dựng và lát vỉa hè bằng đá xanh, tổng diện tích lát vỉa hè là gần 14.000 m2. Diện tích bó vỉa là 3.700 m và 321 bồn hoa. Công trình được thi công từ đầu tháng 10 đến nay đã hoàn thành đoạn tuyến đầu tiên với chiều dài 500m, tạo không gian kiến trúc khu vực trung tâm xã Mường Bú. Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Mường Bú đã tích cực phối với đơn vị thi công đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tự nguyện tháo rỡ tường rào, cổng trào, mái tre, mái vẩy để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Dự án sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị đáp ứng được các yêu cầu về quy hoạch thị trấn Mường Bú vào năm 2025. Được triển khai từ năm 2021, mô hình toàn dân quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại huyện Quỳnh Nhai đã cho thấy hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nói chung, công tác quản lý giáo dục cảm hóa đối tượng nói riêng, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ và thu hút được nhiều người tham gia, được cán bộ nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần vào việc kiềm chế làm giảm hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn huyện. Cấp ủy chi bộ ban quản lý các bản trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai đã huy động 1.500 lượt đảng viên, quần chúng tốt tham gia quản lý giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi trên địa bàn. Trong đó chú trọng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy, về phòng chống mua bán người, luật hôn nhân gia đình, luật giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật. Lực lượng công an xã đã tăng cường công tác quản lý vận động giáo dục thuyết phục kết hợp với các biện pháp kiểm tra đối với người lầm lỡ, thường xuyên đến thăm hỏi động viên tạo động lực cho những người đã từng nghiện ma túy từ bỏ rứt điểm tập trung lao động sản xuất phát triển kinh tế sau hơn một năm thực hiện mô hình đến nay toàn huyện đã đưa ra khỏi diện quản lý 565 người hiện đang tiếp tục quản lý giáo dục cảm hóa 297 trường hợp Thưa quý vị, sau 3 tháng triển khai cao điểm kế hoạch số 299 của Bộ Công an về xử lý vi phạm xe chở quá tải trọng, thì tình trạng các phương tiện vận chuyển hàng hóa chở quá tải trọng đi qua địa bàn tỉnh Sơn La nói chung và các tuyến đường ngang đã giảm rõ rệt, ghi nhận tại huyện Mai Sơn. Tỉnh lộ 110 và quốc lộ 6C đoạn qua địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Sau một thời gian gia quân triển khai quyết liệt đã không còn gặp hình ảnh những chiếc xe tải chở hàng cao ngất ngường, quá khổ, quá tải trọng. Mà thay vào đó là các phương tiện đã tự giác cắt, tháo rỡ thành thùng để lưu thông trên đường. Nhận thức của các chủ xe đã thay đổi tích cực. Được lực lượng công an huyện Mai Sơn tuyên truyền và không được quá chở quá khổ quá tải thì tôi rất tôi chấp hành và không chở quá khổ quá tải. Từ lúc tháo cơi nới là chạy xe nó an toàn hơn, vật liệu không rơi vái. Khi mà lực lượng cảnh sát giao thông quận huyện Mai Sơn tiến hành tuần tra kiểm soát và phát hiện các cái trường hợp mà xe chở hàng quá khổ quá tải chở hàng là xe cơi nới thì lượng quan huyện Mai Sơn sẽ kiên quyết xử lý bắt người ta phải chở hàng quá tải thì chúng ta phải hạ tải còn các cái phương tiện mà chở hàng cơi nới thì yêu cầu là lái xe này chủ phương tiện ký cam kết và khôi phục lại tình trạng ban đầu của phương tiện để có được kết quả tích cực trên công an huyện Mai Sơn đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền đến các chủ phương tiện các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để các chủ xe và các doanh nghiệp hiểu và thực hiện nghiêm túc yêu cầu này trong khi lưu thông trên các tuyến đường chúng tôi tiến hành điều tra cơ bản trên tuyến địa bàn từ đó có những phương án cụ thể trong việc xử lý xe quá khổ quá tải đặc biệt chúng tôi cũng xác định công tác tuyên truyền vận động sâu rộng đến người dân doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng khi làm tốt công tác xử lý kết hợp với công tác tuyên truyền thì nhận thức của người dân tham gia giao thông mới thay đổi lúc đó mới có những ý thức tự giác tuân thủ trở đúng tải trọng Dịp cuối năm dự báo tình hình vi phạm tải trọng và nồng độ cồn sẽ diễn biến phức tạp. Công an huyện Mai Sơn sẽ tiếp tục duy trì các phương án kế hoạch mạnh mẽ xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, trong đó cương quyết xử lý phương tiện chở quá khổ, quá tải và xe cơ nới. Lãnh đạo công an các đơn vị sẽ chịu trách nhiệm nếu để các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông tái diễn thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của đài phát thanh truyền hình sơn la cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi ngay sau đây là những thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai